Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog kênh mới nhất của Hoàng Zone trên trang TV. Mong rằng các bác tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Ngày hôm nay thì ông Lê Minh Trí đã được Quốc hội là miễn nhiệm cái vị trí là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và được phê duyệt bầu vào cái vị trí. Đó chính là cái vị trí rất quan trọng, đó chính là chánh án tòa án nhân tối cao. Và sau khi tuyên thệ nhậm chức thì ông đã có một cái bài phát biểu mà cá nhân tôi cho rằng là rất đặc biệt. Đặc biệt thế nào và có thể nói là kinh ngạc thế nào thì chúng ta cũng sẽ cùng nghe lại cái bài phát biểu nhậm chức của ông Lê Minh Trí để xem rằng là những cái cam kết và những cái sự lắng nghe cầu thị của ông là có được đảm bảo hay không. Thì xin mời các bác hãy lắng nghe cái bài phát biểu của ông Lê Minh Trí ngay bây giờ. Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội, chủ trì phiên họp. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa Quốc hội, thưa đồng bào chiến sĩ và cử tri cả nước. Lời đầu tiên, tôi xin cảm ơn sự quan tâm và tin tưởng của Đảng, của Quốc hội đã phân công và bầu tôi giữ trọng trách chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Đây là một vinh dự to lớn, đồng thời cũng là một trách nhiệm rất nặng nề đối với cá nhân tôi trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Thưa Quốc hội, hôm nay tôi vui vì nhận nhiệm vụ mới, nhưng cũng có nhiều trăn trở suy nghĩ vì tôi nhận thức đây là nhiệm vụ đầy khó khăn, thử thách phía trước. Câu hỏi đầu tiên đối với tôi là phải làm sao giữ được những thành quả của các bậc tiền bối, tiền nhiệm đã gây dựng, đồng thời trước yêu cầu kỷ luật, kỷ cương của Đảng hiện nay, trước yêu cầu của pháp luật ngày càng cao và sự mong đợi, đòi hỏi của nhân dân, vì ngành thì ngành tòa án làm gì và làm như thế nào để được đa số nhân dân tin tưởng, đồng tình, ủng hộ trong thực hiện nhiệm vụ của mình. Đó là nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền của người, bảo vệ sự công bằng, lẽ phải, bảo vệ lợi ích của nhà nước, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức và cá nhân, để góp phần quan trọng vào việc xây dựng một nền tư pháp liêm chính theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước hiện nay. Thưa Quốc hội, thưa đồng bào, cử tri cả nước, trong thực hiện nhiệm vụ, tôi sẽ tuân thủ nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nguyên tắc tư pháp, nỗ lực cao nhất trong thực hiện lời tuyên thệ của mình. Tôi sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả, những mặt tích cực và của các bậc tiền nhiệm và chánh án Nguyễn Hòa Bình đã gây dựng và sớm khắc phục những mặt hạn chế, thiếu sót mà Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã chỉ ra đối với ngành tòa án nhân dân trong thời gian qua. Trước hết, tôi sẽ cùng với tập thể Ban Cán sự Đảng hết sức quan trọng sự đoàn kết thống nhất, có chủ trương gắn xây dựng chỉnh đốn Đảng với xây dựng ngành, phát huy trách nhiệm và tính nêu gương của người đứng đầu các đơn vị, các cấp tòa án, của người đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và tiếp tục học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhất là lời dạy của Bác đối với mỗi cán bộ tòa án phải thực sự là người phụng công thủ pháp, chí công vô tư. Và quan trọng hơn cả là phải xây dựng, củng cố được lòng tin của đại đa số nhân dân vào nền tư pháp của nước nhà. Cố gắng thực hiện phương châm nói ít nhưng nỗ lực làm nhiều để được dân tin, tăng cường lắng nghe góp ý và chấp hành nghiêm túc sự giám sát của nhân dân, của Quốc hội, của đại biểu Quốc hội đối với hoạt động của tòa án các cấp. Thời gian tới, tôi kính mong tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự quan tâm ủng hộ của Quốc hội, của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ ngành địa phương để ngành tòa án phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cuối cùng, tôi kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin. Như vậy là các bác đã nghe thấy tâm chánh án tòa án nhân tối cao ông Lê Minh Trí, và đây là một phát biểu tôi đánh giá là khá là đặc biệt. Có thể nói rằng nó cho tôi một chút gì đó nó kinh ngạc. Đó là bởi vì ông nói ít về những cái, có thể nói rằng là mang cái tính chất gọi là nói ít về những cái được hay rằng là ca ngợi nó kia vân vân, mà ông xoáy sâu vào những cái vấn đề mà chưa được
Và trong bài phát biểu thì ông cũng đã nhận thức rất rõ ngành tòa án và được đại đa số nhân dân là ủng hộ. Và ông cũng đã nhận thức có thể nói rằng là rất rõ cái vai trò giám sát của người dân, của đại quốc hội cũng như rằng là của các đại biểu khác. Có thể nói rằng là ông hiểu rất rõ ngành tòa án đặt phụng sự là vì công lý, và chắc chắn đối với mỗi người dân chúng ta ấy, người dân chúng ta không có cái gì cả, chúng ta đâu có tiền, chúng ta đâu có quan hệ, chúng ta chỉ mong rằng là pháp luật là công bằng, nghiêm minh để mà chúng ta cùng nhìn vào, chúng ta có được cái tin tưởng. Đối với mỗi người dân thì có thể nói rằng là đó là cái thứ để bảo vệ họ, bảo vệ mỗi người, chứ không phải là một cái công cụ hay một cái gì đó. Và người ta mong muốn một cái điều nó đơn sơ, nó giản dị như vậy. Bài phát biểu của ông Lê Minh Trí có thể nói rằng là một bài phát biểu tương đối là đáng kinh ngạc, bởi vì chúng tôi đã nhìn thấy cái sự khác biệt. Trước đây một số lãnh đạo trước thì luôn luôn có một cái nó mang tính chất là thành tích, ca ngợi, vân vân. Nhưng Lê Minh Trí thì ngoài cái việc mà tôn trọng những người tiền nhiệm ra thì ông còn nhìn rất rõ là các bác có thể thấy rằng là những mặt chưa được mà mặt chưa được mà quốc hội và đại biểu quốc hội thì cũng đã chỉ ra. Chúng ta hẳn còn nhớ cái vụ án Hồ Duy Hải thì cũng đã làm nóng cái diễn đàn quốc hội trong một thời gian rất là dài, nhưng rồi cuối cùng thì nó vẫn chưa được giải quyết một cách thấu đáo, chưa được giải quyết một cách triệt để. Và thật sự nó là cái điều mà nhiều người dân sau khi mà ngay cả cái việc mà Nguyễn Y Vân như vậy thì sau này rất nhiều cử tri trong các buổi họp, trong cái buổi tiếp xúc cử tri thì người ta cũng hỏi Lê Minh Trí thẳng và người ta cảm thấy rằng là không hài lòng hoặc chưa hài lòng và cảm thấy chưa thỏa mãn về vấn đề như thế. Những cái điều như vậy nó sẽ làm suy giảm, làm xói mòn những cái niềm tin của người dân. Bởi vì nói phải thì củ cải cũng phải nghe. Một người ví dụ như là kể cả nổi tiếng đến mấy vân vân, thế nhưng mà khi mà ra một cái bản án, một cái kết tội ấy, mà tất cả nó đều công khai minh bạch, nó đều được rõ ràng thì không ai chống lại được sự thật cả, không ai chống lại được sự thật hết. Và người ta sẵn sàng, người ta nghĩ rằng là à đúng rồi, hóa ra trước đây là mình bị người ta lừa, bị người ta nói nọ nói kia vân vân đó. Thế nhưng nếu mà một người mà đưa chứng cứ nó chưa được xác thật, nó chưa được rõ ràng mà lại kết vội vàng kết án nọ kia vân vân thì nó làm cho người dân là bị thiếu đi một cái sự tin tưởng. Cho nên không chỉ là tôi, và tôi tin rằng là nhiều bác ở trên kênh cũng kỳ vọng vào ông Lê Minh Trí, và hy vọng rằng là tòa án ở trong dưới thời của ông Lê Minh Trí thì nó sẽ có một cái gì đó nó đặc biệt, nó đặc biệt hơn và vì dân hơn, và tôn trọng người dân, tôn trọng cái quyền giám sát và lắng nghe cái dư luận, giống như điều là ông Lê Minh Trí đã nói, lắng nghe cả những cái nguyện vọng của người dân nữa cơ. Và chúng ta có thể thấy rằng là ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thì cũng đã gật gù khi mà nói đến cái đoạn này. Không biết là có một số người khác thì có nghe hay không, nhưng mà cá nhân tôi thì nghĩ rằng là làm cái gì thì làm bởi biết lắng nghe cái dư luận của người dân. Và cái niềm tin nó không phải xây dựng dựa theo một cái chỉ là nói hay hô hào, mà như ông Chí thì cũng có thể nói rằng là ông cam kết rằng là nói ít nhưng mà làm nhiều. Tức là hy vọng rằng đợt tới nó sẽ có những cái biến chuyển. Cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là có lẽ trong thời gian tới ông Lê Minh Trí nên lập ra một cái tổ đặc biệt. Một cái tổ đặc biệt này sẽ đi rà soát lại những cái vụ án mà dư luận cho rằng là có nhiều cái sự oan sai. Ví dụ như vụ án Trần Hùng, vụ án Hồ Duy Hải, vụ án Nguyễn Văn Trưởng, Lê Văn Mạnh, rồi một số các vụ án khác mà cho rằng là có những cái dấu hiệu mang tính chất là oan sai. Đấy là cái phần mà để lấy lại cái niềm tin cho người dân và ngành tòa án. Cái thứ hai nữa, đó chính là cái việc mà thể chế hóa cái việc giám sát, tức là thử nghiệm cái việc mà live stream các phiên tòa để hội đồng xét xử là phải chịu trách nhiệm của mình. Đấy, đây là xây dựng chỉnh đốn đảng mà, gắn liền với công tác của tòa án. Và một trong những cái mà bác Trọng trong cái cẩm nang phòng chống tham nhũng tiêu cực của mình thì cũng đã chỉ rất rõ, đó chính là tòa án là ngành quyền lực rồi, mà để mà giảm tham nhũng tiêu cực thì phải nhốt quyền lực vào trong cái lồng cơ chế. Mà bác ấy nói rằng là để kiểm soát quyền lực thì điều kiện tiên quyết chính là công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình. Chính vì thế càng phải công khai minh bạch càng nhiều càng tốt. Và đối với ngành tòa án, phán quyết cái số phận của nhiều người thì họ phải dám chịu trách nhiệm, các thẩm phán, hội đồng xét xử,
phải dám chịu trách nhiệm trước bản dân thiên hạ và phải chấp nhận là live stream và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình để mà người ta xem rằng là các bản án này là có thật sự vô tư hay không, khách quan hay không. Hay giống như Lê Minh Chí có nói là ngành tòa án thì Bác Hồ đã dặn rằng là phụng công thủ pháp, chí công vô tư, đó là câu tiên quyết để mà hoạt động ở trong ngoài. Và tham nhũng tiêu cực trong ngành tòa án có hay không thì chúng ta cũng sẽ chờ xem là các hoạt động của Lê Minh Chí trong đợt tới. Nhưng cá nhân tôi thì tin rằng với bài phát biểu của tôi cho rằng là đáng kinh ngạc ngay trước cuộc hội ngày hôm nay thì chúng ta có quyền hy vọng vào một cái thời kỳ mới, mặc dù thời gian vẫn chỉ còn nhiều, đúng không ạ? Cảm ơn các bác rất nhiều.